Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11, như vậy có nghĩa là chúng ta chỉ còn 2 tháng nữa thôi là sẽ kết thúc năm 2024 đầy biến động, đúng không ạ? Đây là một trong những cái quãng thời gian cuối cùng trong năm và là một trong những cái quãng thời gian mình cho rằng là quan trọng nhất trong cái chu kỳ lần này. Thì trong ngày hôm nay, ngày đầu tháng thì Bitcoin đã có một cây nến giảm kèm theo tương đối là nhiều những cái tin tức không thực sự là tốt. Vậy thì đây là một cái cú điều chỉnh hay là một cái nhịp bear trap và chúng ta nên xử lý tài khoản của chúng ta như thế nào thì mình sẽ cập nhật nhanh với các bạn ở trong ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu video của chúng ta ngày hôm nay, nếu như các bạn muốn nhận được những tư vấn chiến lược đầu tư đối với Bitcoin và Altcoin hay cập nhật các thông tin, tín hiệu và cứu cháy khi giao dịch vàng và ngoại hối thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số Zalo 0962688246. Ngoài ra, chương trình đào tạo miễn phí 3 ngày dành cho người mới sẽ sớm bắt đầu. Để tham gia chương trình này, các bạn có thể liên hệ với mình qua số Zalo hoặc điền thông tin vào form đăng ký hỗ trợ. Đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả của tất cả các video trên YouTube của Andrew Capital. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong thời gian sắp tới. Ok, chúng ta sẽ đến với cả nội dung chính. Thì ở trên màn hình của các bạn, đây chính là chart của Bitcoin trên khung ngày. Và tại đây chúng ta có thể thấy rằng là trong 24 giờ qua thì chúng ta đã chứng kiến cái nhịp điều chỉnh cũng tương đối mạnh của Bitcoin, đúng không ạ? Từ 5% từ mức là 72.600 xuống mức là 69.000 đô. Mặc dù là nếu mà chúng ta nhìn vào tổng thể thì cái nhịp giảm này nó cũng không thực sự là nó quá khủng khiếp, khi mà hiện tại thì giá của Bitcoin vẫn đang duy trì mức giá vô cùng cao. Và thời điểm hiện tại mình đang làm video này thì nó cũng đã xấp xỉ 70.000 đô rồi, đúng không ạ? Và nó cao hơn so với đỉnh cũ năm 2021 và nó chỉ còn cách cái đỉnh mới chúng ta thiết lập tháng 3 chỉ có khoảng hơn 3.000 giá thôi. Mặc dù là giảm nhưng tổng thể thì thực sự đây là một con số cũng rất ấn tượng với Bitcoin trong quãng thời gian vừa qua. Và các bạn có thể thấy rằng là cái xu hướng giá của Bitcoin ấy, nó vẫn đang tạo ra những cái đáy cao dần lên, đúng không ạ? Cái đáy gần nhất của chúng ta ở mức 66.000 đô. Hiện tại chúng ta vẫn cao hơn mức này và chúng ta cũng cao hơn cái vùng hợp lưu hỗ trợ EMA 34 và cái trend line giảm kéo dài suốt hơn nửa năm. Tuy nhiên thì các bạn thấy là cái đà giảm này của thị trường của Bitcoin thì nó cũng làm cho thị trường nó đã bớt hưng phấn lại, đúng không? Và các altcoin thì sau cái nhịp trong cái nhịp giảm này nó cũng đã điều chỉnh theo. Và điều này cũng dễ hiểu thôi, khi các nhà đầu tư nhỏ thì họ vẫn đang hold altcoin là chính và họ cũng sẽ sớm cảm thấy thất vọng, đúng không? Khi mà Bitcoin đang ở mức đỉnh rất là cao thì đa phần altcoin thì vẫn đang tương đối mình phải dùng một từ gọi là lẹt đẹt, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là Bitcoin dominant thì nó vẫn đang ở mức là 60%, nó vẫn chưa giảm để mà altcoin có thể tăng trưởng được. Thì đến đây thì mình tin rằng là nhiều bạn sẽ không cảm thấy quá bất ngờ với cái nhịp giảm của Bitcoin nói riêng và thị trường crypto nói chung, đúng không ạ? Khi mà chúng ta cũng đã chứng kiến cũng tương đối nhiều cái nhịp giảm từ tháng 3 đến giờ rồi. Và các bạn thấy rằng là chúng ta bất chấp cái việc tháng đó tăng hay giảm, tức là trong suốt hơn 7-8 tháng vừa qua thì trong tháng tăng hay giảm thì các bạn thấy là những cái ngày đầu tháng thường sẽ có những nhịp điều chỉnh, đúng không ạ? Không nhiều thì ít. Và thậm chí là cái nhịp giảm đầu tháng 11 thì mình đánh giá là một trong những cái nhịp điều chỉnh còn tương đối là nhẹ nếu mà chúng ta so sánh với cái đợt như là tháng 8 hoặc là tháng 9, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta mới chỉ đang ở ngày đầu tiên của tháng 11 thôi mà chúng ta cũng sẽ cần phải qua cái tuần đầu tiên thì chúng ta mới đánh giá được một cách gọi là tổng quan nhất. Tuy nhiên thì cái việc giảm nhẹ vào đầu tháng thì nó cũng không phải là nó quá tệ. Nếu mà chúng ta xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật ấy, thì cái xu hướng chung theo mình đánh giá trong trung hạn nó vẫn sẽ là tăng giá đến cái thời điểm hiện tại mình đang quay video này. Vì như mình đã đề cập ở phía trên thì bản chất chúng ta vẫn đang nằm trên rất nhiều những cái vùng hỗ trợ và cái nhịp điều chỉnh này nó có thể xem là một cái nhịp lấy đà của BTC trước khi mà chúng ta có thể vượt được all time high, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy rằng là những cái thời điểm trong quá khứ thì khi mà Bitcoin muốn phá qua một cái vùng giá cao hơn, đặc biệt là những cái vùng kháng cự cứng ấy, thì nó cũng sẽ cần phải test lại cũng tương đối nhiều lần thì nó mới phá qua được. Và chúng ta chưa muốn nói đến cái xu hướng mà chúng ta đang muốn phá qua chính lại là cái vùng all time high, vùng giá cao nhất trong lịch sử, đúng không ạ? Thế nên là chắc chắn là ở cái vùng giá như thế này thì cũng sẽ có rất nhiều các nhà đầu tư họ cũng đã chốt lời rồi, đúng không ạ? Họ mua những nhà đầu tư mua Bitcoin ETF từ giai đoạn từ 40-50.000 đến bây giờ họ cũng đã lãi, cũng mình cũng tương đối, nếu mà chúng ta tính cũng tương đối, đúng không ạ? 30-40% chỉ trong có vài tháng thôi thì cái việc họ chốt lãi là cái chuyện hết sức là bình thường. Thì mình đánh giá rằng cái nhịp giảm này là một cái nhịp giảm cần thiết để thị trường nguội lại trước khi chúng ta bước vào cái sóng tăng chính. Ok, thì cái lý do giảm của thị trường crypto trong mấy ngày gần đây thì nó cũng không phải ngẫu nhiên và lần này thì nó lại liên quan đến cái yếu tố liên quan đến tính vĩ mô hơn và nó tác động từ thị trường chứng khoán Mỹ. Thì các bạn có thể thấy rằng là hai công ty công nghệ hàng đầu thế giới là Microsoft và Meta đã có mức chi tiêu quá mức vào công nghệ AI nhằm giữ ưu thế trong cuộc đua với cả Tesla. Thì mặc dù là cả hai công ty này đều công bố kết quả kinh doanh quý 3
vượt qua ước tính với hàng chục phần trăm tăng trưởng dương. Tuy nhiên thì những con số này nó cũng không thể đủ để có thể cover được những cái chi tiêu của họ vào mảng AI. Và điều này thì khiến cho các nhà đầu tư vào hai công ty này cảm thấy tương đối thất vọng và dẫn đến tình trạng bán tháo và nó kéo toàn bộ thị trường chứng khoán giảm giá theo. Thì có thể thấy rằng là kết thúc phiên dịch ngày 31 tháng 10 thì chỉ số Dow Jones đã giảm khoảng 378 điểm, tức là khoảng 0,9%. S&P 500 giảm 108 điểm, tức là khoảng 1,86%. Và Nasdaq thì giảm 512 điểm, tương đương 2,76%. Và những cái cổ phiếu giảm mạnh nhất như là Microsoft 6%, Nvidia 4,72% và Meta là hơn 4%. Đây được xem là một trong những cái đợt giảm mạnh nhất trong vòng một tháng vừa qua, khi đợt giảm này thì đã cuốn bay mất tới hơn 1.000 tỷ đô la trong thị trường chứng khoán. Ngoài ra thì cái yếu tố khác cũng tác động đến tình hình chung, đó chính là chỉ số tiêu dùng cá nhân PC thường và cốt lõi. Thì tại đây chúng ta có thể thấy rằng chỉ số PC thường đã tăng khoảng 0,2% trong tháng 9 và cái tốc độ tăng trưởng hàng năm chậm lại ở mức là 2,1%. Cả hai thì đều phù hợp với kỳ vọng. Tuy nhiên thì cái tốc độ tăng trưởng hàng năm theo PC cốt lõi lại không bao gồm giá lương thực và năng lượng thì lại không được như kỳ vọng, khi mà đã không có thay đổi gì so với tháng trước ở mức là 2,7%. Và với những cái chỉ số cốt lõi đứng yên thì cũng đồng nghĩa với việc là cái tốc độ tăng trưởng sẽ có cái xu hướng chậm lại theo những cái tháng cuối năm. Và điều đó thì nó cũng đã tác động đến xu hướng tâm lý của các nhà đầu tư tiêu cực hơn, bởi vì họ cho rằng nó sẽ có thể ảnh hưởng đến cái quyết định lãi suất của Fed vào ngày 7 tháng 11 sắp tới. Thì nhìn chung lại thì bản thân mình thì cũng không cảm thấy quá bất ngờ với cái nhịp điều chỉnh này của Bitcoin, và nếu mà chúng ta nhìn rộng ra ở trên khung thời gian lớn thì tin tức nó luôn đưa ra để hợp pháp hóa đường giá, đúng không ạ? Cái xu hướng của tháng 8, tháng 9, tháng 10, kể cả tháng 11 thì đầu tháng nó đều giảm. Và nếu như các bạn chưa quên thì đầu tháng 8 chính là giai đoạn mà market giảm sâu nhất trong cả năm 2024. Ngoài những cái thông tin xấu đến từ hiện tượng gọi là The Yen Carry Trade, chứng khoán Nhật nói chung và châu Á nói riêng thì cũng đã sụt giảm rất là mạnh. Tháng 9 thì lại tiếp tục ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán, vốn hóa stock của Hoa Kỳ cũng bay tới hơn 1.000 tỷ trong một ngày. Các nhà đầu tư cũng lo lắng về một cái cụm từ gọi là September. Ngoài tháng 10, tương tự trong giai đoạn đầu năm thì các nhà đầu tư long term dài hạn đã chốt lời với những cái dữ liệu xấu về nền kinh tế có thể nguy hại đến một cuộc suy thoái. Và các bạn thấy rằng là sau tất cả thì mọi thứ nó đều có cái sự hồi phục trong cái giai đoạn sau của tháng đó. Và các bạn thấy rằng là những cái nhịp điều chỉnh này đa phần là những cái bẫy bear trap thôi. Và các bạn thấy rằng là cái cấu trúc giá nó đã tạo đỉnh đáy cao dần lên. Đặc biệt là cái biên độ giảm điểm nó cũng đang giảm dần qua các tháng. Các bạn thấy rằng Bitcoin hiện tại đang là một trong những lớp tài sản rất hot trong phố Wall, đúng không ạ? Và các bạn đều biết rằng là chúng ta chỉ còn khoảng hơn 1 triệu Bitcoin còn lại để khai thác thôi. Mỗi ngày đào khoảng 450 bit, đúng không ạ? Đào ra bao nhiêu gần như market sẽ hấp thụ bấy nhiêu. Thị trường giảm điểm, các cá mập xả sẽ ngay lập tức có cá mập khác. Ví dụ như là BlackRock chẳng hạn mua vào. Thì giới tinh hoa và các tổ chức tài chính lớn thì họ đang rất phô mua Bitcoin và liên tục tích trữ kể cả ở vùng giá 50, 60 và thậm chí là 70 ngàn trong giờ thời điểm hiện tại. Mặt khác, nếu mà chúng ta xét về cái tỷ lệ gọi là money return thì 2 tháng gần nhất trong tháng 9 và tháng 10 thì Bitcoin vẫn đong đến xanh, đúng không ạ? Lần lượt là 7% và tháng 10 là khoảng hơn 10,7%. Và những cái dấu hiệu này là những cái dấu hiệu mình cho rằng rất là tích cực. Bản thân mình thì mỗi khi mà market giảm sâu và tạo những cái nhịp bear trap để thanh lọc các holder yếu tay thì các bạn thấy là sau cái giai đoạn đó thì chúng ta đều sẽ có cái xu hướng hồi phục tương đối tốt. Và với những cái dự án mà mình chia sẻ với các bạn thì mình cũng đang rất là chặt tay. Thời điểm hiện tại thì mình chưa có kế hoạch chốt hàng với cả Bitcoin và altcoin. Mình nghĩ rằng là thời điểm hiện tại còn quá sớm để chúng ta có thể tính đến cái điều đó. Chúng ta đã chờ đợi, bản thân mình đã chờ đợi từ giai đoạn 2022 đến 2023 cũng ngót nghét gọi là hơn 2 năm rồi, thì mình nghĩ rằng là trong cái đoạn này thì cũng chưa có cái lý do gì để mình có thể gọi là chốt hàng cả, và mình chắc chắn mình sẽ kiên nhẫn chờ đợi thêm những cái diễn biến trong giai đoạn cuối năm nay và có lẽ là sang đầu năm 2025 nữa. Ok, ngoài cái xu hướng về tâm lý thị trường cũng như là phân tích kỹ thuật ra thì ở cái phần cuối video thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cái dữ liệu khá quan trọng và liên quan on chain để các bạn có thể nhìn thị trường một cách gọi là thực tế nhất. Thì về đầu tiên thì với cái việc mà thị trường truyền thống giảm điểm như vậy thì chắc chắn là sẽ liên quan đến những cái quỹ ETF Bitcoin Spot, đúng không ạ? Và các bạn thấy rằng là trong ngày 31 tháng 10 thì chúng ta chứng kiến tương đối nhiều các quỹ bán xả Bitcoin. Ví dụ như là ARK bán 94,2 triệu, FBTC, Fairity và BIT của BitSwine lần lượt là 75, 74 triệu, GBTC thì là 31 triệu. Và các bạn thấy rằng với nhiều quỹ bán như vậy thì tưởng chừng như chúng ta sẽ chấm dứt chuỗi 6 ngày dòng tiền dương liên tiếp của ETF Bitcoin Spot. Nhưng không, khi tảng đen xuất hiện thì nó giống như một cái cuộc gọi là lỗi ngược dòng vậy. Thì các bạn thấy rằng là BlackRock đã mua tới 318 triệu đô la Bitcoin trong ngày hôm qua.
Và với cái dòng tiền lên tới hơn 300 triệu đô như vậy thì chúng ta vẫn kết thúc phiên giao dịch ngày 31 tháng 10 với dòng tiền dương 32,3 triệu đô. Đúng không ạ? Các bạn thấy rằng là BlackRock đang gần như là gánh team trong cái thời điểm tại, mà những cái nhà đầu tư của BlackRock thực sự là những cái nhà đầu tư rất nghiêm túc với thị trường crypto. Khi mà trong suốt một tuần qua họ chỉ có thu mua và thu mua với số tiền lên tới hàng trăm triệu đô, đúng không ạ? Không nhỏ một chút nào. Và các bạn thấy là trong ngày hôm qua thì chúng ta cũng thấy khá bất ngờ khi mà BlackRock không chỉ thu gom Bitcoin mà thu gom tới 50 triệu đô la ETF của ETH. Và cái quỹ bán ra trong ngày hôm qua duy nhất là Grayscale bán khoảng 36,6 triệu. Thì nó cũng dương không nhiều. Tuy nhiên các bạn thấy rằng là các nhà đầu tư bên BlackRock có vẻ họ cũng đã bắt đầu để ý tới ETH rồi. Mua 50 triệu trong một ngày cũng là một con số cũng tương đối lớn đối với cả ETF của ETH, đúng không ạ? Thì với nhận định của mình thì những cái thông tin tích cực liên quan đến những quỹ ETF spot nó vẫn đang duy trì một cái dòng tiền dương rất là tốt. Đặc biệt là BlackRock đang tỏ ra chắc chắn sẽ là một trong những thế lực lớn trong thị trường crypto trong giai đoạn sắp tới. Và mình cho rằng là họ cũng đang rất là cố gắng để có thể thoát khỏi cái mác truyền thống khi mà không bị cuốn vào dòng chảy chung của thị trường tài chính. Khi mà những cái cổ phiếu chứng khoán công nghệ Mỹ giảm, họ cũng không bán bất cứ một số Bitcoin nào, thậm chí là còn thu gom với số lượng rất lớn ở cái mức giá mình cho rằng là cao nhất trong lịch sử, đúng không ạ? Ngoài ra, nếu mà chúng ta xét dưới khía cạnh các trader thì có thể là trước khi mà giá đâm thì cũng rất nhiều nhà đầu tư đang canh bị thế long. Theo như thống kê vào cuối tháng 10 thì mặc dù cái số cụm lệnh total long chỉ gấp đôi short là 516 so với 216, nhưng mà về khối lượng giao dịch sau khi mà nhân đòn bẩy thì phe bò đang áp đảo hoàn toàn. Khi mà Bitcoin break 70.000 thì mình cho rằng rất nhiều nhà đầu tư sẽ FOMO vào những cái lệnh long với số tiền rất lớn. Và các bạn thấy rằng là với cái hệ quả này thì khi mà giá giảm thì có đa số những cái lệnh long đã bị thanh lý rồi. Và theo thống kê đến từ CoinCrush thì nếu chúng ta tính tổng tất cả các sàn giao dịch tập trung thì có khoảng 200 triệu đô lệnh long đã bị liquid, tức là gấp tới 10 lần so với 20 triệu đô của phe short. Và hiện tại thì khi mình đang qua view này thì cái xu hướng của các trader đã có cái tín hiệu đảo chiều. Khi mà giá đâm thì đa số các lệnh long đã bị gỡ hoặc là dưới SL. Phe short gần như đang chiếm ưu thế hơn. Nếu như chúng ta xét cả về số cụm lệnh cũng như volume thì các bạn thấy là không chênh lệch quá nhiều. Tạm thời thị trường đang tương đối là cân bằng. Và cuối cùng, nếu mà chúng ta tham chiếu những cái vùng giá nóng mà Bitcoin có thể về trong ngắn hạn thì các bạn thấy là theo heat map biểu đồ thanh khoản, vùng có nhiều liquid hơn đang ở mức là 71 hoặc 72 ngàn, nó cũng không cách quá xa so với vùng spot ở thời điểm hiện tại. Và các sàn hay các market maker có thể đẩy giá lên cái vùng này bất cứ lúc nào, hoặc đặc biệt là trong phiên giao dịch Mỹ từ tối cho đến 7 giờ sáng ngày mai. Và theo như quan sát của mình thì Bitcoin thường sẽ có biến động tương đối mạnh vào trong đoạn này, nên là các bạn, nếu các bạn đang đánh scalp thì các bạn nhớ cài SL một cách cẩn thận. Hoặc một khi market chạy ngược xu hướng so với view của các bạn thì cái âm tài khoản nó sẽ rất là nặng, nên là mọi người chú ý cái điều này nhé. Ok, cuối cùng trước khi khép lại video ngày hôm nay thì tài trợ cho ngày hôm nay đó chính là sàn giao dịch FXTM. Đây là sàn giao dịch được thành lập từ năm 2011 với hơn 4 triệu nhà giao dịch ở 180 quốc gia khác nhau. FXTM hiện tại cũng được cấp phép và quản lý bởi FSCA và CEF. Hiện tại thì FXTM họ cũng đang triển khai tương đối nhiều những cái chương trình hấp dẫn mà các bạn có thể tham khảo. Ví dụ như cuộc thi dự đoán kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2024 có cơ hội thưởng lên tới là 40.000 đô la. Thì để tham gia cuộc thi này, các bạn chỉ cần tạo tài khoản thông qua đường link của anh View, sau đó nạp tối thiểu 200 đô, thực hiện khối lượng giao dịch sau đòn bẩy đủ 1 triệu đô la. Sau đó, các bạn sẽ được chia thành hai nhóm bầu cử khác nhau dựa trên các sản phẩm mà các bạn đã giao dịch. Tổng điểm sẽ được tính, đó chính là lợi nhuận dòng giao dịch tích lũy trong thời gian thi đấu chia cho tổng tài sản trong thời gian thi đấu nhân với 10 cộng với số lot giao dịch. Sau đó thì nhóm nào có tổng khối lượng cao nhất sẽ giành chiến thắng và được chia tổng giải thưởng lên tới là 40.000 đô la. Và điều đặc biệt là các bạn hoàn toàn có thể rút được phần thưởng này trực tiếp ra tiền mặt. Và ngoài ra thì còn một mini game khác, đó chính là dự đoán tổng thống Hoa Kỳ, và người dự đoán kết quả sẽ chia nhau giải thưởng 8.000 đô la. Và cuộc thi thì sẽ kết thúc đến hết ngày 13 tháng 11. Nếu như các bạn muốn tham gia chương trình này của FXTM thì các bạn có thể đăng ký, đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Ok, đó là toàn bộ nội dung cho ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng là thông tin sẽ hữu ích. Mình nghĩ rằng là thời điểm tại mọi người nên bình tĩnh, chúng ta tránh những cái cảm giác FOMO cũng như tránh những cái cảm giác sợ hãi, và quan trọng là chúng ta hãy lên một cái kế hoạch đầu tư tốt trong giai đoạn cuối năm và sang năm sau, được chưa? Mình sẽ tiếp tục ở đây và chia sẻ cho các bạn những cái thông tin. Các bạn hãy đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ thông tin quan trọng nào trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.